bây giờ em xin phép được bắt đầu trình bày bài final project của em về bộ dữ liệu Adventure Works ạ. Trước khi vào phân tích thì em xin phép giới thiệu qua về cái Adventure Works. Adventure Works là một công ty chuyên sản xuất xe đạp. Các sản phẩm của công ty bao gồm 97 nhãn hiệu xe đạp khác nhau, được nhóm thành 3 loại: xe đạp leo núi, xe đạp đường trường và xe đạp du lịch. Ngoài sản xuất xe đạp thì Adventure Works còn sản xuất một số bộ phận của riêng mình, các thành phần khác được mua từ các nhà cung cấp bên ngoài cũng như tất cả các phụ kiện và quần áo. Adventure Works hiện diện trên toàn cầu, bán hàng cho khách hàng trên khắp các đất nước như Hoa Kỳ, Canada, Úc, Vương quốc Anh, Pháp và Đức. Đối tượng kinh doanh chính thì gồm có hai loại: cửa hàng bán lẻ và khách hàng cá nhân thông qua kênh Internet. Được, chúc em. Sau đây thì em xin trình bày về tình hình kinh doanh của Adventure Works qua 3 năm 2018, 2019 và 2020. Bài trình bày của em thì cũng có 5 phần: Sales Overview, Sales Analysis của hai channels là Reseller và Internet, Seller Analysis, Customer Analysis và Recommendation cho công ty. Trước tiên là về phần Sales Overview. Thì qua 3 năm kinh doanh, tổng doanh thu của công ty thu được là 96,65 triệu đô, lợi nhuận thu được là 7,42 triệu đô, trong đó kênh bán lẻ thu được 1,12 triệu đô và kênh Internet là 6,3 triệu đô. Qua hai biểu đồ về doanh thu tích lũy và tổng doanh thu qua các năm của hai kênh bán hàng, có thể thấy rằng hai kênh đều có doanh thu tăng trưởng qua các năm, trong đó kênh reseller chiếm tỷ trọng doanh thu lớn. Chiếm tỷ trọng doanh thu lớn hơn hẳn so với kênh Internet, tính đến năm 2020 là gấp 4 lần. Ba thị trường tiêu thụ chính thu được nhiều doanh thu nhất của Adventure Works là Mỹ, Canada và Úc. Về profit margin thì của hai kênh bán hàng thì kênh Internet giữ được profit margin ở mức khá cao qua 3 năm, khoảng 33%. Ngược lại thì kênh reseller tuy thu được doanh thu cao nhưng profit margin lại ở mức rất thấp. Do ngành bán lẻ có sự cạnh tranh khốc liệt theo cơ chế thị trường, các công ty bán lẻ phải chi nhiều tiền cho các chương trình khuyến mãi, tiếp thị, dịch vụ khách hàng, thuê mặt bằng và quản lý chuỗi, mở rộng quy mô khiến biên lợi nhuận thuần thấp. Một số lý do khác có thể khiến cho cái profit margin này thấp là do chiến lược định giá sai, giá quá cao hoặc quá thấp đều không tối ưu hóa được lợi nhuận, hoặc là do chi phí sản xuất quá cao. Riêng năm 2020 thì biên lợi nhuận còn xuống mức âm. Lý do lớn nhất em nghĩ có thể là do vì vướng dịch bệnh COVID-19. Phần 2 là về phân tích và so sánh tình hình kinh doanh trên từng kênh bán hàng. Về phần product category thì có thể thấy xe đạp là sản phẩm có doanh thu cao nhất ở cả hai kênh bán hàng, accessory và clothing, thì bắt đầu được bán ở kênh Internet từ năm 2020. Cả hai kênh tăng trưởng về cái mặt hàng này thì còn khá chậm. Riêng kênh reseller còn có thêm cả components có doanh thu khá cao chỉ đứng sau xe đạp. Sự lựa chọn sản phẩm dựa trên màu sắc của khách hàng không có sự thay đổi nhiều qua các năm. Năm màu sắc nổi bật và có doanh thu cao nhất là đen, đỏ, bạc, vàng và xanh. Dựa trên product category thì và màu sắc thì có sự tương đồng giữa hai kênh bán hàng. Tuy nhiên thì với sales territory country có sự khác biệt giữa hai kênh. Đối với kênh Internet thì ba nước có doanh thu lớn nhất là Úc, Mỹ và Anh. Còn với kênh reseller, ba nước có doanh thu cao nhất là Mỹ, Canada và Pháp. Tiếp theo thì em sẽ phân tích về hai đối tượng bán hàng của Adventure Works. Trước tiên là về kênh reseller là các cửa hàng bán lẻ. Về loại hình kinh doanh thì hai loại hình nổi bật thu được doanh thu cao nhất là warehouse và value added reseller. Về product line thì trong năm 2019 dòng xe đạp đường trường tăng trưởng khá mạnh. Đến năm 2020 thì có xuất hiện dòng sản phẩm mới là xe đạp du lịch. Cũng tăng trưởng mạnh, thậm chí doanh thu là lớn nhất trong toàn bộ các cái product line ở đây. Còn về cái dòng xe đạp leo núi thì không có sự khác biệt gì nhiều qua các năm. Tiếp theo, biểu đồ này là thể hiện doanh thu tính theo các quản lý của từng khu vực. Qua cái biểu đồ này thì có thể thấy được rằng khu vực Bắc Mỹ có kết quả bán hàng tốt nhất, hai khu vực Châu Á và Thái Bình Dương có thể học hỏi được những kinh nghiệm từ cách bán hàng của khu vực này để có thể giúp tăng doanh số qua các năm sau. Tiếp theo là top 5 cửa hàng bán lẻ với doanh thu cao nhất sau 3 năm, trong đó có hai cửa hàng ở Canada và ba cửa hàng còn lại là ở Mỹ.
qua đó một lần nữa khẳng định rằng hiệu suất bán hàng ở khu vực Bắc Mỹ là rất tốt. Phần 4 là em phân tích về khách hàng của AdventureWorks qua kênh Internet Sales. Qua 3 năm thì chân dung khách hàng đóng góp nhiều doanh thu nhất cho AdventureWorks không có nhiều sự thay đổi. Họ là những người có thu nhập trung bình, độ tuổi trung niên trong cái bộ dữ liệu này thì là từ 39 đến dưới 60 tuổi và tập trung sống ở Mỹ và Úc. Em cũng có dùng cả cái chat Key Influencers để phân tích những yếu tố ảnh hưởng đến lựa chọn mua hàng là xe đạp của khách hàng. Vì xe đạp là mặt hàng chính tạo ra được nhiều doanh thu nhất cho công ty. Ví dụ như khả năng người chọn xe đạp là người trong độ tuổi trung niên sẽ cao hơn 1,18 lần so với người cao tuổi. Cuối cùng, phần cuối cùng thì em có một vài recommendation cho công ty để có thể phát triển trong tương lai. Đây là một số các cách để có thể tăng một số chỉ số nói chung chung cho toàn công ty. Ví dụ như để tăng tỷ lệ tăng trưởng thì có thể phát triển các sản phẩm hoặc là đa dạng hóa cách thức tiếp cận khách hàng tiềm năng. Để tăng profit margin thì có thể cải thiện khả năng hiển thị hàng tồn kho hoặc là giảm chi phí sản xuất. Để tăng số lượng đơn hàng thì có thể áp dụng một số chương trình giảm giá hoặc khuyến mãi. Đối với từng kênh bán hàng thì sẽ có những cách thức và chiến lược khác nhau để tăng trưởng doanh số. Ví dụ như đối với kênh bán hàng Internet thì có cách tiếp cận khách hàng, chiến lược marketing khác nhau giữa hai nhóm mặt hàng Bikes và Accessory Clothing. Tập trung quảng bá và phát triển sản phẩm tại Mỹ, Úc và Anh. Phát triển các sản phẩm màu đen, đỏ và bạc. Và một số các chỉ tiêu về khách hàng, mục tiêu về income range, về độ tuổi của họ, cái nơi họ sinh sống và cả giới tính. Còn đối với kênh reseller thì về mặt sản phẩm thì khá tương đồng với kênh Internet em vừa nói ở bên trên. Chỉ khác là thị trường mục tiêu ở các cửa hàng bán lẻ nó sẽ là ở Mỹ, Canada và Pháp. Đối với các cửa hàng bán lẻ thì nên tập trung phát triển các loại hình kinh doanh về warehouse và value added, phát triển dòng sản phẩm xe đạp đường trường và xe đạp du lịch. Và cuối cùng là tiếp tục giữ vững doanh số ở thị trường Bắc Mỹ và thúc đẩy sự phát triển tại thị trường châu Âu và Thái Bình Dương. Đây là kết thúc bài thuyết trình của em. Ok, cảm ơn Phương Anh. Anh nhờ Phương Anh mở cho anh cái báo cáo Power BI nhá, để mọi người cùng xem qua cái sản phẩm của em. Vâng, chờ anh chút. Anh thấy màn hình em chia sẻ chưa ạ? Rồi, anh thấy rồi. Ok, em đi qua từng page. Ok, sao nào? Tiếp đi em. Okay, chắc anh Quang nhận xét trước nhá. Ok. Ra là nhận xét thì như Phương Anh thì đã biết rồi. Đối với cái bài viết này thì anh đã đọc rất nhiều lần. Bởi vì trong số những học sinh, trong số những học viên mà đã từng được anh tiếp xúc cũng như là được kể cả ở trong công việc chính hiện tại thì chắc Phương Anh là một trong những người chăm chỉ nhất. Những cái bài báo cáo này thì cứ 2 ngày Phương Anh gửi cho anh để review lại một lần. Anh quen thuộc với mọi cái visual ở trong cái này.
Và đối với trong các chỉ tiêu mà mình đưa ra thì anh thấy là các phân tích này của Phương Anh tổng thể phân tích thì đã được đưa vào trong report, đã đưa ra phân tích các phân tích toàn diện từ việc mình so sánh giữa hai kênh bán hàng reseller với internet sale, rồi tiếp theo đó mình phân tích từng nhánh, cũng đã đưa được ra rất nhiều insight, đưa rất nhiều insight Em cắt lời một từ chút, em cắt lời một chút Phương Anh ơi, em show lại cái màn hình nhá để cho mọi người Ok. cùng xem qua cái slide của em, đừng có tắt. Ok, Ok, vâng. À, slide hay là ấy cơ ạ? Slide hay em là ở show lại đâu? cái slide Slide thôi. À, vâng. Ok, anh Quang cứ tiếp đi anh. Ok. Em đã show được từ những slide đầu tiên về cái nhìn toàn cảnh. Anh thích cái cách 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 trình bày cổ điển như thế nhưng mà nó rất hiệu quả. Ít nhất là nó cho biết chúng ta đang ở đâu và chúng ta cần phải giải quyết vấn đề gì. Thì ở đây thì bắt đầu từ cái nhìn toàn cảnh, em bắt đầu phân tích ra từng kênh bán hàng theo dữ liệu, theo thời gian, đưa ra những cái nhận định, đưa ra những cái giả thuyết có thể là công ty bị ảnh hưởng bởi vấn đề dịch. Có thể là chúng ta sau đó chúng ta lên tập trung vào những nhánh sản phẩm nào các ở đây thì các thiết kế report thì không bị lỗi và nó đã được tối giản ở mức anh nghĩ là chấp nhận được. Sản phẩm thì slide thì rất là trau chuốt, sản phẩm cũng rất là chuyên nghiệp, có đầu tư chuyên nghiệp. Có một điểm trừ, thực ra là cũng không phải là điểm trừ đó, thì anh nghĩ là Phương Anh, cái cách trình bày ấy nó liên quan đến cái cách trình bày, nếu mà em có thể nhấn nhá một chút thì anh thấy thấy sẽ tốt hơn. Cái này là tùy nhé, cái này quan điểm của anh thôi, bởi vì khi mà anh trình bày thì có những cái con số anh muốn được nhấn mạnh hơn hoặc là tập trung hơn nữa. Trong đây thì anh đã slide, anh đã thấy là những cái vấn đề thì em đã được bôi đỏ, bôi đậm các thứ. Nhưng khi mình trình bày ấy, có những cái con số quan trọng ấy, mình nhấn hơn, mình nêu bật được các cái con số đó thì sẽ tốt hơn. Đấy là một cái đánh giá. Còn lại thì cảm nhận của anh đối với báo cáo này là rất tốt. Anh chắc chắn là không có lý do gì mà anh không cho một cái điểm. Cái báo cáo của học viên mà cứ 2 ngày gửi anh check một lần. Anh hết rồi. Ok, thank you anh. Trên mình comment nhá. Các bạn thì bài của Phương Anh thì anh nghĩ là Phương Anh rất là cố gắng và cái đầu tiên thì anh ghi nhận Phương Anh rất là chịu khó tìm hiểu về cái bộ dữ liệu Adventure Work, về cái gọi là những cái context xung quanh cái dataset này. Đây là phần rất là quan trọng. Chúng ta cần phải nhớ các bạn trình bày cái gì thì các bạn luôn phải nói cho người nghe là chúng ta đang phân tích dữ liệu trong khoảng thời gian nào, những con số đấy nó đang được phân tích từ data trong khoảng thời gian nào, và khi mà có một vấn đề nào đấy mà chúng ta gặp phải từ data, chúng ta cần phải nói lên cho họ biết, rơi lên cho họ biết để họ biết là cái data này có thể nó đang khiếm khuyết phần nào đấy để người ta biết được vấn đề. Tại cái đấy là mình nghĩ rất là quan trọng để các bạn làm phân tích, làm báo cáo. Về cái nội dung thì mình nghĩ là Phương Anh cũng đã chia ra những cái phần nó cũng khá là hợp lý rồi. Bạn có phần overview, bạn có những phần phân tích so sánh giữa hai cái kênh bán hàng với nhau, bạn có phân tích theo product, phân tích theo theo customer đúng không ạ? Đấy, thì mình nghĩ là bạn đã đưa vào những cái phân tích, những cái góc nhìn mình nghĩ là nó đã là quan trọng nhất của cái bộ dữ liệu này rồi. Tuy nhiên thì đâu đó có thể là trong cái cách trình bày của mình anh thấy là mình đang hơi hơi rời rạc một chút, tức là cách mình nói ấy, nó hơi rời rạc một chút. Thì cái này nếu được ấy, thì khi mà chúng ta nói chúng ta nên có những cái đoạn mà khi chúng ta chuyển từ cái phần này sang phần khác hãy có những cái gì đấy nó đềm vào để chúng ta cả người nghe cảm nhận được chúng ta chuyển cảnh. Các bạn hình dung là chúng ta chuyển cảnh từ cái phần này chúng ta nối tiếp sang phần khác và người ta cảm giác là không không thay đổi một cách đột ngột quá.
Thì anh nghĩ là khi mà nói theo cái cách như thế thì người nghe người ta cảm giác là có cái sự tiếp nối, có cái sự liên quan rõ ràng hơn. Đấy. Ví dụ chúng ta bảo là ok, với phân tích về phố Đắc thì chúng ta thấy rằng là có những cái sản phẩm như này thì bán chạy tại thị trường kia, rồi những cái màu sắc, ví dụ màu đen chẳng hạn thì là những màu sắc chủ đạo mà được mua rất là nhiều. Đấy, thì chúng ta có thể là khi chúng ta chuẩn bị chuyển sang phần customer thì chúng ta nói rằng bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu về cái phân tích theo customer để chúng ta có thể là xác định rõ hơn liệu là có những cái tập khách hàng nào đấy người ta có những cái thói quen mua hàng mà nó đặc trưng hay không, nó khác biệt hay không, cái kiểu như thế. Và bây giờ thì mình sẽ trình bày về cái phần phân tích về customer, tức là mình có một cái sự liên kết như thế thì cảm giác là mọi thứ không, nó không thay đổi đột ngột ấy, và người ta cảm giác của mọi thứ nó liên kết với nhau nó rõ ràng hơn. Đây là một cái kinh nghiệm thôi nhá. Mình về cái phần các chỉ số mà Phương Anh đưa vào thì cơ bản anh cũng thấy khá ok thôi, cũng đã đề cập đến revenue, đến profit, đến profit margin, thì cơ bản thì nó là những chỉ số cơ bản rồi. Anh đồng ý. Liên quan đến customer thì hơi thiếu một chút theo những cái comment trong buổi hôm trước của anh, đấy là bổ sung thêm những góc nhìn về số lượng khách hàng, thì cái đấy thì như Phương Anh cũng đang chưa đưa vào. Thì cái đấy thì cũng là một cái mà nếu như phân tích về customer chúng ta nên có, thì cái đấy có thể Phương Anh có thể bổ sung sau nhá, hoặc là sau này làm thực tế khi mà chúng ta phân tích customer chúng ta nên có cái góc nhìn về số lượng. Phong cách trình bày thì mình nghĩ Phương Anh trình bày rất là tự tin, rất là tự tin và rõ ràng, nhưng mà nếu như mà chậm lại một chút, phong cách trình bày mình chậm rãi một chút thì mình nghĩ là để cho người nghe người ta có cái thời gian người ta ngấm vào đầu. Còn nếu như chúng ta cứ lướt 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 như gió như thế thì mọi thứ người ta sẽ trôi rất là nhanh khỏi đầu của người nghe. Thì cái đấy là Phương Anh cũng cố gắng khi mà trình bày gì đấy chúng ta hãy nói chậm một chút, nhấn nhá một chút, nói vào những cái gì quan trọng hãy nhấn mạnh, cái gì mà có thể chúng ta đền theo những cái câu nào đấy hôm nay cảm giác người ta nghe có cái nhịp điệu gì đấy nó dễ vào hơn. Về những cái insight thì mình nghĩ là Phương Anh cũng đã có một số cái insight rồi, ví dụ như là giải thích vì sao profit margin ở kênh internet nó lại thấp. Đấy, mình nghĩ là Phương Anh đã đưa ra những cái giả thuyết đưa ra những cái giả thuyết mà từ góc độ Phương Anh nghĩ là nó có thể ảnh hưởng đến profit margin của cái kênh internet, thấy khá hợp lý. Đấy, ngoài ra một số cái nhận định, số cái kết luận nữa thì khá ok. Tuy nhiên đấy, nhưng mà Phương Anh mà có thể là highlight lên như là anh Quang bảo, có thể highlight những cái, tức là highlight hiểu màu sắc hay là cho phông chữ to lên trong từng slide thì mọi thứ nó sẽ gây cái sự chú ý của người của cái audience của cái bài thuyết trình của mình đấy, người ta dễ dàng người ta thấy cái vấn đề hơn. Về hình thức report thì anh nghĩ là Phương Anh cũng làm cái report cũng khá là chỉnh chu, mọi thứ đều khá là sạch đẹp, anh nghĩ là khá sạch đẹp. Nhưng mà nếu như Phương Anh có dành thời gian nhiều hơn được nữa thì có thể là có nhiều góc nhìn nó sâu hơn. Hiện tại thì anh nghĩ là Phương Anh đã cố gắng làm rất là tốt, nhưng mà nó vẫn hơi hiền, nghĩ là nó hơi hiền một chút. Phương Anh có thể là đi sâu hơn, ví dụ như là em nói về profit margin internet thì chúng ta chỉ ra những phố Đắc nào nó đang kém, những thị trường nào có profit margin nó đang kém, kiểu như thế. Chúng ta có cái sự là gọi là diagnostic, các bạn học trong cái phần liên quan đến các level phân tích, nhưng mà chúng ta có một cái phần diagnostic thì chúng ta đi sâu hơn để chúng ta giải thích diễn giải tại sao nó lại thấp như thế, để cho mọi thứ nó rõ ràng hơn, tránh việc là chúng ta đưa ra một cái vấn đề và có thể chúng ta có giả thuyết, nhưng mà nếu như mà chúng ta chứng minh bằng data được thì nó càng tốt hơn, hoặc ít nhất chúng ta làm rõ hơn thì nó sẽ ok hơn rất là nhiều. Đấy. Còn không, các bạn sẽ nói giống như các bạn là người chỉ ra vấn đề, nhưng mà các bạn sẽ không 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 đi gọi là giải thích cái vấn đề đấy, diễn giải vấn đề đấy, hay là đi giải quyết vấn đề đấy, thì nó cũng không được, nói là nó chưa chưa thực sự tốt. Đấy, thì đấy là một cái ý mình comment thêm. Phương Anh có sử dụng cái kỹ gọi là cái biểu đồ AI Visual đúng không? Thì anh nghĩ đấy là một cái điểm cộng, mọi thứ khá là sạch đẹp. Và sản phẩm thì mình cũng nghĩ là slide cũng của Phương Anh cũng rất là rõ ràng, cũng rất là sạch đẹp, và đặc biệt thì cũng Phương Anh sử dụng tiếng Anh rất là chuyên nghiệp. Thì cá nhân anh đánh giá bài của Phương Anh chỉ là 8.5 trên 10. Đấy, là bài của khoảng đây là phần đánh giá của mình với bài của Phương Anh. Phương Anh chắc là đang sinh viên thì đâu đó góc nhìn của Phương Anh nó chưa
chưa quá quá sâu, mình có thể thông cảm được. Mà sau này Phương Anh đi làm, Phương Anh mình nghĩ Phương Anh có thể là có những cái góc nhìn nó đủ sâu hơn nữa. Ok, cảm ơn Phương Anh. Dạ vâng, anh cảm ơn hai anh nhiều ạ.